Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm trước tôi cũng có nói về cái nguyên nhân là bám tuyết ở đường hồi, thì hôm nay tôi nói thêm về cái tình trạng tức là tuyết này, nó nhanh hồi về lốc, một cái nguyên nhân như thế. Thì nguyên nhân nó là ở cái gì? Thì như trong hệ thống lạnh gồm lốc này, dàn nóng này, dàn lạnh này, cái vòng tuần hoàn như vậy. Tại sao tuyết lại hồi về lốc nhanh mà kém lạnh? Thì nó thế này, khi tuyết về lốc nhanh thì cái dàn lạnh này nó lấy nhiệt ra chậm, có thể là quạt yếu, quạt dàn lạnh yếu, có thể là chúng ta thiết kế cái dàn lạnh nó nhỏ quá, nó ngắn quá. Thì với dàn lạnh chúng ta có thể là thiết kế nhỏ, chia nhỏ dàn lạnh với dàn lạnh quạt gió. Chúng ta thiết kế chia nhỏ càng tốt, dài, nhỏ, dài. Còn nếu như mà cái dàn lạnh chạy trong nước, trong môi trường nước, thì chúng ta có thể thiết kế lớn hơn một chút cũng được. Nhưng mà ưu tiên của nó là chia nhỏ, để chúng ta có thể là tăng cái diện tích bề mặt. Nếu như một ống lớn, thì cái thể tích nó rất lớn rồi, thì cái diện tích bề mặt nó ít, nhưng mà chúng ta chia nhỏ ra thì nó sẽ lấy nhiệt ra rất tốt. Khi mà lấy nhiệt tốt ấy, thì nó sẽ hồi về lốc chậm, cái tuyết nó về lốc chậm. Thế nên là cái mà chúng ta thấy được cái hiện tượng đấy, tuyết về lốc nhanh, thì chúng ta biết ngay rằng cái dàn lạnh của chúng ta, một là ngắn, hai là đường ống quá lớn, ba là cái quạt yếu, lấy nhiệt ra kém, 4 có thể là dàn lạnh bị đóng băng, đóng tuyết nhiều, nó không lấy nhiệt được ra khoang lạnh nên tuyết hồi về nhiều. Đó, thì có 4 cái nguyên nhân như vậy mà tuyết nó hồi về lốc nhiều. Cái bám tuyết đường hồi tôi không nói, nhưng mà tuyết nó hồi về lốc nhiều là một hiện tượng để báo cho chúng ta biết lấy nhiệt từ dàn lạnh ra khoang lạnh kém. Thì kém nó có 4 cái nguyên nhân đó. Thì các bạn xem nguyên nhân nào chúng ta có thể khắc phục được. Tôi nhắc lại cái ưu tiên của cái dàn lạnh là nếu dàn lạnh quạt gió, dàn lạnh tĩnh cũng vậy, dàn lạnh quạt gió cũng vậy. Ưu tiên là chia nhỏ kéo dài, càng chia nhỏ càng tốt. Nhưng cái chia nhỏ của nó là cái dàn lạnh phải đi thật cân bằng. Chứ nếu không á, nếu như chúng ta chia nhỏ mà nó không cân bằng thì rất dễ là kém lạnh. Cân bằng các ống, các đầu phải đều, không được ống to ống nhỏ, dài bằng nhau, đi thật đều. Bởi vì cái áp thấp trong dàn lạnh nó rất kén, nếu như bị lệch là nó chỉ đi về một ống, hoặc là nó đi không cân bằng là sẽ kém lạnh. Chúng ta chú ý điều đó. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.